12 giờ 21 ngày thứ bảy 26 tháng 10. Ngày Quốc khánh của nền đệ nhất Cộng hòa. Hôm nay mình sẽ lên xuống Huntington Beach Rally ủng hộ ông Trump. Sẵn tiện ghé lại cái phòng trưng bày của xe VinFast. Đã hơn 12 giờ trưa mà trời còn âm u, bởi vì gần bờ biển có sương mù hơi nước. Nơi đây là phòng triển lãm của xe VinFast R24 VF8 nè ha. Không biết nó có mở cửa không. Và có xe đây, nó quảng cáo đây. Hello. Just look. Okay. Just look let's check out 15,000 miles, right? Yeah. Okay, credit, right? 24 months. Well, I don't want to be finished. Okay. Sorry. 15,000 miles. Xe đạp điện của VinFast nữa nè. Từ China. VF8. Made in China 100%. Okay, that's it. I hope you enjoyed it. To catch us on our next video. See you next time.